Song song với việc đẩy nhanh thi công các công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, những tháng đầu năm 2024, thị xã Mỹ Hào tập trung xây dựng hạ tầng, nâng cao tiêu chí đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 trong năm nay, làm cơ sở thực hiện các nội dung trong chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào những năm tiếp theo. Cụ thể, đã xây dựng công trình lắp đặt cột gắn biển tên đường với 8 tuyến đường, 22 tuyến phố mới và 2 tuyến đường kéo dài. Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 và chương trình phát triển đô thị thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đến năm 2040. Hoàn thành hồ sơ quy hoạch phân khu hành chính đô thị Minh Đức, phân khu đô thị nông nghiệp sinh thái phía Nam, khu đô thị công nghiệp Ngọc Lâm, quy hoạch phân khu đô thị công nghiệp dịch vụ Xuân Dục, thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong quý 1 năm 2024, tiếp nhận xử lý giải quyết 67 hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng,